Thôi thiền không phát ra đây ngồi làm gì vậy? Ủa hết rồi, giờ đang không có đâu, tự nhiên giờ kêu ra ngồi làm gì ông nội? À, em tưởng anh nhắn tin với bà Chất chứ. Đây. Có đâu. Bà Chất là nhớ rồi. Anh có nhớ bà Chất không? Nhớ. Tao nhớ bả mà tao khù bả còn nhiều hơn cái nhớ. Ok. Đúng rồi, bà coi đi, bà Chất. Bà té xỉu lắm luôn má. Anh còn anh gửi lời thương đi, hôm qua bà gọi điện em mấy lần à. Gọi điện rồi bà nói gì? Ở trong giọng buồn. Hiểu không? Nhớ anh. Bà nhớ lời. Tao hả? Hay bà nhớ tiền của tao? Hai cái luôn mẹ. Chắc bà nhớ tiền tao không? Hai cái luôn. Vừa tiền vừa kình. Đừng có nhắc tao đi chết cây nữa. Tao chết đã chấm dứt rồi. Hôm qua tay sớm bớt đau khổ. Hôm qua thấy bả trong bệnh viện á, bả vô cái gì quá trời luôn. Tay bả bịch kim chích đồ vô nước biển hay gì. Không, kim đường không, lên, đường lên. Ra nữa hả? Đủ uống hai ly cà phê. Ồ, bả cho bả trốn ra ngoài, bả ăn bậy rồi. Rồi chừng nào xuất viện anh có nắm được lịch trình không? Không, không. Ấy em vô em báo lại cho anh. Nói vậy chứ trong lòng nghĩ khác nha, ở ngoài miệng xót xa. Xót xa lắm á chứ. Ôi, bộ ôi càng nói là càng thương nha. Càng nói là càng yêu á, yếu chịu sức cần á. Anh thức mấy giờ để anh nấu từ thiện vậy? 3 giờ sáng. Trời ơi, hay dữ trời. Người hùng của em. 3 giờ sáng. Để thức nấu nướng làm việc thiện. Không có gì. Anh là ở trong lòng của em á, anh biết không? Nhưng mà anh là trong lòng của dì Chất. Đừng nhắc Chất chi Tính Nguyện ở đây nữa. Xin hãy kết thúc đi. Đừng ai nói gì Chất chi Tính Nguyện nữa. Tính Nguyện. Chẳng lẽ nó kết thúc là kết thúc cái gì? Con chim của Tính Nguyện đã chết rồi. Con gì? Con chim. Con gì trời? Con chim nó có hai ngăn, ok. Một ngăn để cho người khác, một ngăn phải để cho gì chết. Chim Tứ Nguyễn hai ngăn đã chết rồi. Nói vậy chứ gì chết về là mối tình sẽ sống lại nha mọi người. Hiện tại giờ anh Tứ Nguyễn anh nhớ quá mà không biết làm sao. Thứ nhất là anh Tứ Nguyễn nếu mà vô bệnh viện thăm thì hạ thấp cái vấn đề hành sĩ diện của ảnh. Thứ hai nếu mà ngồi đây mà nói thế này thế kia, tại vì Chất á chỉ nói anh Tứ Nguyễn thế này thế kia, bây giờ anh Tứ Nguyễn cũng bực bội. Nhưng mà mối lương duyên này không thể nào mà kết thúc trong một sớm một chiều. Kết thúc là mày khỏi kết thúc một sớm một chiều gì nữa chứ, kết thúc rồi. Không yêu thì đừng nói lời cay đắng, không yêu không nghĩa thì cũng phải có tình, anh hiểu không? Tình quá cho nhiều rồi. Xe nhà mà. Không tin vì anh điện bả đi, bả không nói lời yêu anh á, em mới sợ á, bả không nói nhớ anh em mới sợ á. Giờ anh bóc máy anh điện còn không, bây giờ em bóc máy em điện cho. Không. Giờ đã có hai em gái rồi. Đứa em gái rồi. Quay tao quậy trời. Bây giờ không quay anh chứ quay ai? Tao nói coi. Hôm nay anh là đóng vai phim chánh mà. Thì ra đây đóng phim chánh làm từ thiện phát rồi phải phát biểu ý kiến rồi nêu cảm nghĩ. Làm gì làm cái chuyện gì nó cũng phải có đầu có đuôi. Tuấn Nguyễn thức 3 giờ sáng giờ cũng rất là buồn ngủ luôn, mệt luôn. Nhưng mà vẫn nói vui vẻ mọi người. Ở chào mọi người cái đi. Chứ mà ở nhà nó thức 3 giờ, 8 giờ nó mới ra nhưng mà ở nhà nó thức 3 giờ. Em đi em cái miệng liền. Hay quá bá. Dứt là chó không? Dứt chó luôn. Mà ông quá hả? Phản. Trời ơi, phản. Dí heo, dí heo. Đừng nói xà lơ. Nói xà lơ. Ông đi mua không thấy cái quải luôn. Thánh mở ra rửa hả chị Sơn? Biết ở phía bên này là chiêu thêm bún nè, ở bên đây Hoành Thánh nè, chị Sương bắt đầu đem ra rửa để chuẩn bị phát những phần mặn. Chú ăn sáng chưa chú?
ăn sáng chưa? Dạ, vậy thôi chú đợi tí xíu. Chú này là hay bỏ cái tờ giấy giò cho gì chất á. Thánh miến á, bỏ vô cái nó nở ra, nó nhỏ nhỏ. Hình như hoành thánh miến này là người Hoa ăn hay sao á, không chị Thường? Người Hoa phải không? Món này là hoành thánh miến nè, bỏ vô nước lèo người Hoa hay ăn. Ngày sắp thịt là ngày của nàng. Bán bún xào thì cũng phải sắc thịt đúng không? Ngày được. Ngày đúng nghề của dì Dung. Cả không là miếng canh năng lên cả. Giao cho dì Dung sắc thịt rồi. Nó té bùi xét. Sắc đúng rồi. Tay đẹp quá ha. Tay này lý ra đeo vàng chứ đâu phải. Ờ. Cứ vậy hoài à. Không phải sắc thịt là gì xào bún xào gì bún xào hoài đâu. Từ sau 5 giờ. Sau 5 giờ mới biết ai hơn. Đúng ai. Rồi, mua hai tờ giấy số 4 tỷ trong tay là khỏe luôn. Đó là không có sắc thịt sắc gì nữa hết trơn á. Ta nói xong có khúc người có lúc. Vậy lúc khác đâu thể nào mà khúc nào nó cũng vậy đâu. Chiều nay vô hai tờ đặc biệt ha. Vô hai tờ đặc biệt là sẽ gì chuyện nay đoàn tụ ông bà. Chị Dung cứ làm công quả, làm những việc tốt. Đúng rồi, đi vô Lan rồi ơi. Có hồ phước rồi nó dồn lại bắt đầu trúng ngay tờ đặc biệt. Dạ, rồi lúc đó chị Dung tha hồ mà hưởng. Bắt đầu phát những cái phần đến cho cô chú, những ai cần là đều phát hết. Mới vừa đổi phần gà xong mọi người, nấu hết gà và đổi thêm bình nữa. Tiếp tế cô chú ở gần đây ai cũng lấy, ai là ai cần là có ha, cho là không có chơi vậy nghèo. Ai không được đó, phát chừng nào hết thôi, thì thôi rồi, thì hiện tại bây giờ phát nó cũng ngừng được phân nửa rồi mọi người ơi. Dì Dung múc rồi qua chị Phượng đó, bỏ miếng hành lá vô rồi tới chị Sương thì đậu đáy nắp vô bao rồi đưa tới các cô chú. Người thì một phần, người thì hai phần, người thì ba bốn phần cũng được luôn, ai cần là lấy. Thường thì cũng có những cô chú bán giấy số hay là những cô chú khổ họ cũng hay qua đường này lấy lắm. Hôm nay không chừng không có báo trước bởi vì nhiều cô chú cũng không biết, nhưng mà tuy nhiên là những cô chú ở gần đây cũng biết rồi đến lấy. Cháu lấy có 457 nhưng mà bình này bình nhựa, lần sau cô gọi giám sát cháu lấy 450 nhá, bình này mình giám nhựa này. Bình này nó phải đắt hơn 20. 20 bình nhựa. Vâng. Còn nếu mà anh lấy bình sắt này thì em lấy 450 thôi. Thì thường thường bây giờ á là ở Việt Nam với ở bên nước ngoài á là nấu nướng là nhiều thì xài ga, thì đa số bây giờ người ta chạy qua bếp điện từ hết rồi mọi người. Gia đình hay là nhà đồ xài bếp điện từ á. Cho nó an toàn, đa số bây giờ xài ở Việt Nam là xài bếp điện từ là đa số. Tiếp tục múc, cũng tiếp tục vô những phần quà tặng cho cô chú. Cô lấy mấy phần về cho ai cô? Tôi với ông nhà tôi với cháu nội à. Trời ơi, cũng con chú chúc cô ngon miệng. Ở xa, ở bên Ấn Quà. Để ông quà sao cô biết ở đây phát mà cô lại? Nó dâu nó chở đồ qua, nó lấy má xuống lấy ăn đi. Dạ rồi, thôi chúc cô ngon miệng. Hello chị. Đồ chay nha chị, bánh canh chay. Chay nang chay mà, chị mua đồ chay về kho. Ủa hôm nay ngày ngày chay luôn hả ta? Ngày chay.
Rồi đầm mọi người ơi. 15. Cho đồ chai mà không biết đồ chai là sao. À, ý là em cũng ít ăn chay chị á. Rồi xong rồi ngày rằm em cũng không đi. Đó. Tiếp tục một cầm cũng vô bao rồi đưa cô luôn. Cô lấy hai phần rồi, ai cũng có, ai cũng có hết mọi người ơi. Mọi người cùng ít công đức vô lượng, làm việc tốt, làm việc thiện, công đức vô lượng. Ở phía bên này thì dì Xuân bắt đầu nấu tới những phần mặn, sau khi xong những phần chay nấu phần mặn đó, thịt chất lượng mọi người. Dạ có muỗng đàng hoàng cô, muỗng đũa đàng hoàng. Cô ăn không? Cô ăn rồi lấy. Cô lấy rồi hả? Dạ. Bánh canh chú ơi. Mà lấy hai cái là dùng. Thôi hai cái thôi. Ba hộp nữa hả? Rồi bỏ xuống đi đó. Còn mấy bịch chị cầm đặt nút ở đây. Một, hai, còn năm. Đến xíu để chứ. À, Hưng Trần có ăn thử một phần rất là ngon nha mọi người. Ngon lắm. Bỏ chanh, bỏ ớt vô, cay cay, chua chua. Ăn rất là ngon. À, nước thì rất là ngọt. Rồi. À, đồ chai nước lèo thì còn nhiều lắm, nhưng mà bánh canh thì đã hết. Bây giờ à, để kêu thêm bánh canh hay là gì đó. Dạ. Bánh canh thì dễ, mọi người kêu là nó đem vô liền à. Ngò bánh canh nó đem vô liền. Những phần này sẽ phát ở bệnh viện gồm có chai với mặn. Đâu phải đem thịt ra sắc chứ hả? Nên mình phát gì chị Sơn? Chị Sơn nấu đồ chai với đồ mặn là dành cho chị đồng hai. Đồ mặn mình là Hoành Khánh gà. Nếu mà Hoành Khánh thịt đó là mang vô cho chị đồng hai. À, tiếng gì ăn nha. Chai được lớn đúng không? Ở phía trong đây là hơi sụt ha. Ở chỗ Nguyễn để cũng cải với trong cà đốt cũng còn nhiều. Cái nắp đậy lại hả? Nắp này. Đây đây có cái nắp nè. Ờ đó nắp đó. Kia là
sáng nó bao đây. Qua đâu có đưa đâu. Qua đâu có đưa đâu. Đúng rồi. Qua đâu có đưa đâu. Tại cái sao đấy vô chăm rớt sạch ra nhiều. Chỗ nào à, không? Đó, chỗ nhỏ nhỏ. Chỗ đựng nước đó hả? Đang đựng nước mà. Đang nước rồi rớt sạch ra cho rửa này. Chưa có chín đâu, đúng không? Chưa chưa chín đâu, cứ đi, chưa cho nó mềm tí xíu đi. Lắm thịt này mình thấy vậy chứ bên trong nó còn đỏ đòn. Được đâu. À mình uống nước thôi. Hầm xương chung vô để cho nó ngọt thịt, cái ngọt cái nước lèo phải không? Xin. Tính nhỏ lông kìa em. Nhỏ lông mới tính. Nhỏ lông bà chung hả? Hay là nhỏ lông heo. Nhỏ lông heo. Nhỏ lông da heo. Có lông cho mày nhậu. Kìa hả, còn ngò luôn hả? À. Ngày mặt anh sáng tài lắm nha anh Dì Kiều. Rồi anh Dì Kiều cho hỏi thăm cô ấy chừng nào về nè. Đừng nhắc cô ấy với tôi nữa. Đừng nhắc với tôi nữa. Nhắc thêm đau khổ à. Mẹ ơi, cũng rồi. Cho bông lấy cầm lấy sữa này nha. Thì chừng nó chín chưa mà rớt ra vậy. Chín rồi, nó mài lâu sớm cũng mà. Nó thử, cắt thử ra không? Cũng mài nó giao cắt cái nó chín chưa? Đúng hai lần rồi. Hai lần rồi. Hai lần rồi, nó chín tới đâu rồi? Anh, em đem phần vô cho thì chết nha. Để anh đem vô chứ. À mày... quên anh đem vô chứ quên, em múc ra cho anh đem vô. Để anh đứng đem vô chứ tự nhiên mà dành đem vô. Quên. Ai ăn ốc rồi đâu phải người đó bộ đủ vỏ chứ. Không ai đợt rồi. Chút xíu nữa, 5 phút nữa. Để xíu rồi cho mày. Vậy sao mình không chẻ đó luôn đi, mình bỏ vô luôn cho nó mau chín gì không? Đó, mình cắt ngang ra cái nữa, bỏ cho nó mau chín. Chín rồi mà.